cuối cùng thì cái ngày này nó cũng đến rồi anh em ạ. Cái ngày mà tôi được cầm trực tiếp con Mi Band 8 phiên bản quốc tế để mà review cho các anh em xem đây. Tôi biết là có nhiều anh em cũng rất là trông chờ vào việc để được sở hữu cái em phiên bản quốc tế này đúng không? Thì ok, hôm nay mình sẽ review chi tiết cái phiên bản Mi Band 8 quốc tế này để cho mọi người nếu mà đang cân nhắc xuống tiền thì có thể xem để mà có thêm được nhiều thông tin nha. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Nếu mà mọi người tìm trên Google thì sẽ biết được là Mi Band 8 phiên bản quốc tế sẽ có cái giá nó rẻ hơn so với phiên bản nội địa. Đặc biệt từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10, khi mua Xiaomi Smart Band 8 tại Thế Giới Di Động sẽ được giảm ngay 100k, giá chỉ còn có 890.000 mà thôi. Đầu tiên khi nói về thiết kế thì cá nhân mình lại thấy là chiếc Mi Band 8 này không có quá nhiều sự thay đổi so với chiếc Mi Band 7 đâu. Vẫn là mặt đồng hồ hình con nhộng đặc trưng trên những chiếc Smart Band của nhà Xiaomi. Có một điểm mà mình đánh giá rất là cao về phần thiết kế của chiếc Mi Band 8 đó chính là cái phần khung viền. Bộ phận này trên Mi Band 8 đã được nâng cấp với chất liệu nhựa và hoàn thành với lớp phủ kim loại bên ngoài, tạo cảm giác sáng bóng hơn khi mà nhìn vào. Đây cũng là lần đầu tiên mà Xiaomi để lộ phần khung viền ra ngoài dây đeo trên những thế hệ Mi Band của họ. Cá nhân mình thì mình cực kỳ ấn tượng với cái khung viền màu vàng, còn trên màu đen thì cá nhân mình thấy nó hơi bị chì một xíu. Với việc nâng cấp về chất liệu khung viền thì khối lượng của chiếc Mi Band 8 cũng sẽ nặng hơn so với thế hệ tiền nhiệm, rơi vào 27 gram đã bao gồm phần dây đeo luôn. Nhưng mà nhìn chung thì khi mà đeo trên cổ tay như vậy thì mình vẫn cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Xung quanh phần Smart Band sẽ không được trang bị nút bấm nên chủ yếu việc điều khiển sẽ dựa vào thao tác vuốt chạm. Cá nhân mình thì mình vẫn thích là sẽ có một cái nút bấm nhỏ nhỏ trên này để mình điều hướng hơn, bởi vì đặc biệt là với những người mà hay bị đổ mồ hôi tay như mình thì nếu mà tay mình có ướt thì cái việc vuốt chạm nó cũng sẽ, nói chung là lâu lâu nó sẽ hơi bị lát một xíu mọi người. Chất liệu dây được làm bằng TPU, tạo cảm giác thoải mái khi đeo kể cả trong những lúc luyện tập. Mình thấy thì điểm nâng cấp lớn nhất trên Mi Band 8 nằm ở phần tháo lắp dây. Sản phẩm này sử dụng thiết kế dây đeo mới sẽ có dạng ấn ở hai đầu để mà tháo ra. Với cách làm này thì cho phép thao tác tháo dây trên Xiaomi Band 8 của mình diễn ra cực kỳ nhanh, vượt trội hơn so với Mi Band 7. Mình thấy là với lần ra mắt này thì Xiaomi họ khá là đầu tư vào cái phần dây đeo cho chiếc Mi Band 8 luôn. Ngoài cái dạng dây cơ bản như thế này thì mình thấy còn rất là nhiều kiểu dây khác. Chúng ta có thể đeo trên cổ với lại một phụ kiện dây đeo đặc biệt nè, hoặc có thể biến chiếc Mi Band 8 trở thành một chiếc vòng tay. Tuy nhiên thì mình thấy kiểu đeo dây chuyền hay là vòng tay thì hình như chỉ mới bán ở phiên bản nội địa thôi. Đổi lại thì mình thấy cái việc thay dây với chiếc Mi Band 8 thì cũng sẽ hơi bị khó khăn một tí, bởi vì nó không sử dụng lại được cái dây giống như là những cái thiết bị cũ mọi người. Ví dụ như là chiếc Mi Band 7 đi thì mình vẫn có thể sử dụng được chung với lại dây của Mi Band 6. Còn với Mi Band 8 thì các bạn chỉ mua dây của Mi Band 8 được thôi và nó sẽ hơi gây bất tiện cho mọi người nếu mọi người muốn thay dây. Dây đeo bình thường của Mi Band 8 sẽ phù hợp với những ai có cổ tay từ 13.5cm tới 21cm. Cổ tay của mình trong video là 15.5cm nha. Phần khóa là dạng khóa đóng đinh cài trong cho nên là nhìn tổng thể của chiếc Smart Band cũng gọn gàng hơn hẳn. Mặt sau là nơi đặt cảm biến và đế sạc. Mình thấy các cảm biến đã được sắp xếp gọn hơn, trong khi sạc 500 sẽ được chuyển sang dạng vuông chứ không còn là dạng tròn như năm ngoái. Nhìn chung thì mình đánh giá khá là cao thiết kế năm nay của chiếc Mi Band 8 nè, bởi vì nó ăn tiền nhiều nhất là cái phần khung viền này á mọi người. Nhìn màu đen thì nó sẽ hơi không thấy rõ đúng không? Nhưng mà khi mà con màu vàng mình đang đeo trên tay đi, đây, mọi người thấy không? Phần khung viền nhìn từ xa thôi là cũng thấy nó được sáng bóng lên này rồi. Thì nói chung á là hiện tại Mi Band 8 sẽ có hai màu nha, là màu đen và màu vàng mà mình đang cầm trên tay ở đây. Thì cá nhân mình thì sẽ thích màu vàng hơn bởi vì nhìn nó sáng và nó sang hơn ấy. Còn màu đen thì những bạn nam nào mà thích phong cách đơn giản á thì nên chọn màu này. Mi Band 8 sở hữu màn hình AMOLED có kích thước là 1,62 inch cùng với độ phân giải là 490x192 pixel. Với Smart Band mới này thì Xiaomi cũng bổ sung thêm những nâng cấp đáng kể như là độ sáng tối đa được nâng lên thành 600 nit và bổ sung thêm chế độ tăng giảm độ sáng tự động giúp mình không cần phải điều chỉnh thủ công. Với số tiền như thế này thì mình đánh giá là cái chất lượng hiển thị trên chiếc Mi Band 8 cực kỳ xuất sắc. Màu sắc thì rực rỡ, các chi tiết hình ảnh rõ nét và không có chỗ nào để chê. Khi mà mình để những mặt đồng hồ cá nhân thì các bạn cũng thấy là màu sắc chân thật nè, màn hình không bị rỗ. Với mức độ sáng lên đến 600 nit thì dù có ở ngoài trời nắng gắt thì mình vẫn có thể nhìn rõ được thông tin hiển thị. Tuy nhiên có một điểm mà mình thấy là Xiaomi vẫn chưa khắc phục được trên màn hình hiển thị của những chiếc Mi Band. Phần viền dưới thì mình vẫn cảm thấy là tương đối dày. Nếu bạn để những mặt đồng hồ sáng màu thì sẽ dễ dàng nhận thấy điều này rất rõ. Thêm một điểm nâng cấp nữa là Mi Band 8 sẽ được trang bị màn hình có tần số quét lên đến 60Hz.
cảm giác vuốt chạm cực kỳ mượt mà. Đây cũng là một trong những chiếc Smart Band đầu tiên được trang bị màn hình có tần số quét cao đến như vậy, không thua kém gì những con smartwatch đắt tiền luôn. Mi Band 8 sẽ được trang bị hơn 100 mặt đồng hồ để có thể tùy biến theo sở thích. Ngoài ra thì còn có những mặt đồng hồ được bổ sung thuật toán để mình có thể tương tác trực tiếp ở trên màn hình. Hiện tại thì Xiaomi Band 8 hỗ trợ tổng cộng là 4 mặt trò chơi và mình hy vọng là trong tương lai chúng sẽ được mở rộng hơn nhiều nữa. Nói chi sâu xa thì ở Mi Band 7 nha, chúng ta vẫn có những cái chế độ mode để có thể chơi game trực tiếp ở trên đồng hồ, chẳng hạn như là Flappy Bird nè. Thì mình hy vọng là trong tương lai Mi Band vẫn sẽ cố gắng giữ được cái tính năng hay ho này nha. Tuy nhiên thì chơi game trên mặt đồng hồ thì sẽ hơi tốn pin đó nha, cho nên mọi người cẩn thận á. Tất nhiên là mình vẫn có thể thay đổi được mặt đồng hồ cá nhân nữa nếu mà mọi người cần biết. Về cái tính năng hỗ trợ hiển thị thì mình thấy thiết bị đã được trang bị đầy đủ, bao gồm màn hình on-wear display, nâng cổ tay sáng màn hình, che để tắt màn hình và chạm hai lần để sáng màn hình. Mi Band 8 sẽ hỗ trợ kết nối với cả iOS lẫn Android và tất nhiên chúng ta vẫn sẽ sử dụng Mi Fitness để mà kết nối như bình thường thôi. Giao diện của app kết nối thì mình đánh giá là dễ sử dụng nè, kể cả với những người mới bắt đầu thì cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Như mình đã nói ở trên thì với màn hình 60Hz thì cũng giúp thiết bị này có một cái cảm giác vuốt chạm mượt mà hơn. Hiệu năng thì mình đánh giá ở mức ổn so với tầm giá. Dù thao tác có nhanh hay là liên tục thì cũng không có bị xảy ra tình trạng bị giật lag. Nhìn chung khi nói về hiệu năng của chiếc Mi Band 8 này thì mình hoàn toàn không có điểm gì để chê hết. Về những tính năng hỗ trợ theo dõi sức khỏe của người dùng thì mình thấy chiếc Mi Band 8 này hỗ trợ vẫn khá đầy đủ nè. Chúng ta vẫn có những cái tính năng cơ bản như là đo nhịp tim, đo SPO2, theo dõi chỉ số căng thẳng hay là theo dõi chu kỳ dành cho phụ nữ. Ở đây mình có sử dụng một máy đo SPO2 chuyên dụng để kiểm tra số liệu mà Smart Band cho ra. Thì mình thấy là kết quả cho ra giữa Mi Band 8 và thiết bị đo không có sự chênh lệch về nhịp tim lẫn SPO2. Vòng đeo thông minh này cũng được giới thiệu là một trợ lý theo dõi sức khỏe 24/24, nên nếu cần thì các bạn cũng có thể bật đo tự động nha. Nhưng mà nhớ là sẽ nhanh hết pin hơn ấy. Tiếp theo nói đến việc theo dõi giấc ngủ thì mình thấy thiết bị này hỗ trợ khá là tốt nè. Đồng hồ có hiển thị luôn thời gian đi ngủ cũng như là thời gian thức giấc của mình. Thì mình có quay lại thì mình thấy là nó không bị chênh lệch nhiều. Thêm một điểm mà mình thấy rất là ưng chính là hầu hết những số liệu giấc ngủ thì sẽ đều được hiển thị trực tiếp trên Smart Band. Mình không cần phải mở app lên để mà check như là những thiết bị khác. Chúng ta sẽ có những cái số liệu như là chất lượng giấc ngủ nè, thời gian theo từng giai đoạn ngủ, nhịp tim và SPO2 trung bình trong lúc ngủ. Nếu như bạn muốn có thêm thông tin về giấc ngủ thì có thể mở app Mi Fitness lên để mà check thêm. Thiết bị cũng được trang bị tính năng theo dõi chu kỳ dành cho các bạn nữ. Ngoài ra thì mình thấy Mi Band 8 còn hỗ trợ thêm tính năng điểm số sức sống. Nếu đạt được 100 điểm thì sức khỏe của bạn sẽ rơi vào mức độ tốt nhất. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng hỗ trợ các bài tập hít thở nếu bạn cần. Mi Band 8 sẽ được trang bị lên đến hơn 150 chế độ luyện tập thể thao để mình có thể lựa chọn. Một con số cũng khá là nhiều ha. Các bài tập sẽ được phân bố theo từng bộ môn, từng danh mục chứ không tung theo bảng chữ cái. Nên đối với mình thì lâu lâu sẽ hơi khó tìm một xíu. Thiết bị này cũng chưa được trang bị tính năng GPS độc lập, cho nên là nếu mà những anh em nào chúng ta luyện tập những cái bộ môn thể thao ngoài trời á, thì mọi người lưu ý là phải đem theo điện thoại của mình nếu mà muốn đo được quãng đường nha. Sản phẩm cũng được trang bị hệ số chống nước là 5 ATM nên bạn vẫn có thể mang đi bơi hoặc đi mưa mà không cần lo. Trong phần cài đặt thì mình còn có thể tùy chỉnh riêng cho từng chế độ như là chế độ đeo trên cổ, dưới chân hay là chế độ running pin để bạn có thể cho thiết bị vào túi chạy chuyên dụng nhằm theo dõi các số liệu chạy một cách chi tiết hơn. Mình đã có một tuần để mà sử dụng em Mi Band 8 này cho việc luyện tập thì đây sẽ là những đánh giá của mình. Đầu tiên thì mình mang thiết bị này để đi đạp xe. Như mình có nói thì vì không được trang bị GPS độc lập nên là nếu muốn đo quãng đường thì phải mang theo điện thoại. Cảm giác mang Smart Band lúc tập rất là dễ chịu và nhẹ. Sau khi kết thúc phần luyện tập thì vòng tay sẽ ghi lại những số liệu như là số calo tiêu thụ, nhịp tim trung bình, vùng nhịp tim, bản đồ mà mình đã đạp thì sẽ được hiển thị trong app kết nối. Ngoài ra thì mình cũng có đem Smart Band để mà luyện tập Pilates. Các chỉ số thống kê khá là đầy đủ để mình có thể theo dõi được quá trình luyện tập. Sau mỗi bài tập thì mình có thể vào trong một trạng thái để theo dõi được thời gian cần để phục hồi. Mình thấy Mi Band 8 cũng hỗ trợ khá nhiều chế độ chạy như là chạy cơ bản cho người mới bắt đầu, chạy nâng cao, chạy bền cho những ai đã chạy chuyên nghiệp hoặc là bán chuyên. Về các số liệu cho ra thì mình thấy tuy là nó không đầy đủ như là những chiếc đồng hồ chuyên cho việc chạy bộ. Tuy nhiên thì mình thấy với một cái mức giá chỉ dưới 1 triệu thôi thì vẫn có thể hỗ trợ được tốt cho các anh em. Nhìn chung với mức giá chỉ dưới 1 triệu thôi nhưng mà mình thấy là Mi Band 8 hỗ trợ khá là tốt cho việc luyện tập với những cái yêu cầu từ cơ bản cho tới bán chuyên. Cho nên là nếu mà các anh em nào đang cần tìm một thiết bị có thể hỗ trợ mọi người luyện tập tốt nè mà với giá thành ok á thì có thể cân nhắc em Mi Band 8 này thử xem. Mi Band 8 sẽ hỗ trợ nhận cuộc gọi từ SIM và app thứ ba như là Zalo nếu kết nối với iPhone. Tuy nhiên thì chỉ hiển thị nút từ chối cuộc gọi thôi.
Còn với Messenger thì sẽ hiển thị thông báo. Còn với những anh em nào sử dụng Android á, thì thiết bị sẽ hỗ trợ nhận cuộc gọi từ SIM thôi, nhưng sẽ có thêm tính năng trả lời tin nhắn nhanh. Khi có cuộc gọi đến thì Smart Band sẽ rung liên tục để mà thông báo. Với thông báo tin nhắn thì mình thấy phông chữ dễ nhìn và không bị lỗi, có hiển thị cả icon app. Tuy nhiên với những cuộc trò chuyện có sử dụng emoji thì thiết bị vẫn chưa hỗ trợ. Tương tự như trên cuộc gọi thì nếu bạn kết nối với Android á, thì mới có tính năng trả lời tin nhắn nhanh. Mi Band 8 sẽ rung lên một cái để thông báo khi có tin nhắn đến. Theo như hãng thông báo thì Xiaomi Smart Band 8 sẽ có dung lượng pin lên đến 190 mAh và có thể sử dụng lên đến 16 ngày ở chế độ cơ bản và 6 ngày nếu mà mọi người bật màn hình on-wear display. Và tất nhiên để xem thật hư như thế nào thì mình đã test đầy đủ cho các anh em đây. Để kiểm chứng thì mình đã sạc đầy pin vào tối hôm thứ Bảy. Mình bật hết những cái tính năng theo dõi sức khỏe tự động. Độ sáng thì mình sẽ để cũng tự động luôn. Thời gian luyện tập của mình là khoảng 30 phút. Đến hôm nay là thứ Tư ngày mình quay á, thì thời lượng pin còn lại trên chiếc Mi Band 8 của mình là 59%. Từ thứ Bảy mà tới thứ Tư là thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư là khoảng 5 ngày đúng không? Khoảng 5 ngày mà pin của mình còn lại là 59% thì mình có thể sử dụng thêm tầm đó khoảng là 5 cho tới 6 ngày nữa. Thì chắc là khoảng tầm 12 ngày thì mình mới cần phải sạc lại pin. Nói chung thì với mức pin như vậy mình thấy vẫn khá là ổn áp đó chứ. Nếu mà mình tắt đi hết những cái tính năng đo tự động á thì có thể là pin có thể kéo tầm lên tới 16 ngày như là hãng quảng cáo. Nói chung thì pin của những con này thì không có bị yếu như là những cái hãng khác đâu, cho nên mọi người cứ yên tâm. Mi Band 8 cũng sở hữu nhiều tiện ích như là một chiếc đồng hồ thông minh, chẳng hạn như là báo thức, thời tiết hay là nhắc nhở sự kiện. Cá nhân mình thì khá là thích có một thời tiết bởi vì nó hiển thị đầy đủ những cái số liệu như là chất lượng không khí, độ ẩm hay là tia UV. Và trên đây là những nhận xét của mình về chiếc Xiaomi Smart Band 8 này. Nhìn chung á, về phần thiết kế nha, thì cá nhân mình là mình không chê cái gì rồi đó. Ngoài cái việc là cái phần viền dưới này nó hơi dày thôi, nhưng mà nói chung thì cái này nó cũng không đáng kể, cho nên là thôi cứ bỏ qua ha. Còn về tính năng á, thì mình thấy là với mức giá chỉ dưới 1 triệu thôi, nhưng mà em Mi Band 8 này lại hỗ trợ đầy đủ những cái tính năng để mà theo dõi sức khỏe nè, cũng như là theo dõi trạng thái cơ thể hay là để mà tập luyện thể thao. Thì mình thấy nha, chiếc Mi Band 8 này sẽ phục vụ rất là nhiều tệp khách hàng luôn, kể cả những bạn học sinh sinh viên. Cho nên nếu mà bạn đang có nhu cầu cần tìm một cái thiết bị nào mà giá phải chăng nè, nhưng mà vẫn hỗ trợ đầy đủ mọi người trong cuộc sống hàng ngày á, thì mình thấy Mi Band 8 vẫn sẽ là một sự lựa chọn hợp lý cho mọi người. Còn với những anh em đang xem video thì mọi người nghĩ sao về phiên bản quốc tế của chiếc Mi Band 8 này, và mọi người có đang rất là nóng lòng để mà sở hữu em nó không? Hãy để lại một ý kiến bên dưới phần comment cho mình biết nha. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để mà ủng hộ tinh thần cho kênh Thế Giới Đồng Hồ. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. À, nhớ là link sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Bye bye.